Sau đây thì em xin báo cáo tóm tắt đề tài báo cáo của mình ạ. Với đề tài nội dung là giá trị của phương pháp chọc hút dưới hướng dẫn nội soi phế quản siêu âm trong chẩn đoán nguyên nhân các tổn thương của trung thất rốn phổi tại trung tâm hấp bệnh viện Bạch Mai. Phần trình bày của em gồm có 4 phần ạ. Đầu tiên là trung thất là một khoang ở trong lồng ngực bao gồm có rất nhiều các cái tạng như tim, tuyến ức, thực quản, khí quản, hạch và các cấu trúc khác. Các hạch bệnh lý thì thường có kích thước lớn hơn 1 cm. Nguyên nhân thì rất đa dạng bao gồm có ung thư, sarcoidosis, lymphoma, hạch hoại tử. Do trung thất và rốn phổi nằm sâu ở trong khoang lồng ngực và làm sát các cấu trúc quan trọng. Chính vì vậy mà việc tiếp cận và đánh giá hạch trung thất thường gặp rất nhiều khó khăn. Cần thiết phải có những can thiệp chẩn đoán an toàn và chính xác tổn thương trung thất. Hiện nay thì có rất nhiều các cái phương pháp như nội soi trung thất, nội soi lồng ngực, EBUS-TBNA, nội soi trung thất và nội soi lồng ngực do De Rourie và cộng sự thực hiện lần đầu năm 1976 có giá trị chẩn đoán cao. Tuy nhiên thì đây là những can thiệp xâm nhập được tiến hành bởi các phẫu thuật lồng ngực có những cái biến chứng như nhiễm trùng, tràn khí trung thất. EBUS-TBNA có từ năm 1997 trên thế giới và được công bố lần đầu năm 2002, nhưng phải đến năm 2007 mới được các bác sĩ trên lâm sàng chấp nhận như một kỹ thuật an toàn và hiệu quả. Hiện nay ở Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về kỹ thuật EBUS-TBNA. Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với hai mục tiêu: một là mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh có tổn thương trung thất rốn phổi; hai là bước đầu nhận xét giá trị của phương pháp chọc hút hướng dẫn nội soi phế quản siêu âm trong chẩn đoán nguyên nhân các tổn thương của trung thất rốn phổi tại trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai. 75 bệnh nhân có tổn thương trung thất rốn phổi được tiến hành EBUS-TBNA tại trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân có chỉ định và sinh tiết qua EBUS-TBNA, có hồ sơ lưu trữ đầy đủ. Bệnh nhân có chống chỉ tiêu chuẩn loại trừ là bệnh nhân có chống chỉ định của EBUS-TBNA. Bệnh nhân được thực hiện tại trung tâm hấp bệnh viện Bạch Mai tại phòng soi phế quản, được tiến hành hồi cứu từ tháng 10 năm 2017 đến hết tháng 7 năm 2021. Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu cơ mẫu thuận tiện. Tất cả các bệnh nhân được thực hiện kỹ thuật EBUS-TBNA tại phòng soi phế quản có hồ sơ lưu trữ đầy đủ thì chúng tôi sẽ tiến hành thu thập bệnh án nghiên cứu, và tất cả các bệnh nhân được thu thập bệnh án nghiên cứu này phải được đối chiếu chéo kết quả chẩn đoán trên lâm sàng, đây là tiêu chuẩn vàng để làm chẩn đoán. Thu thập số liệu được thu thập theo một mẫu bệnh án nghiên cứu, và trong thu thập chẩn đoán cuối cùng ở đây là mô bệnh học hoặc tế bào học nếu mô bệnh học không có chẩn đoán, hoặc vi sinh nếu không có chẩn đoán bởi tế bào học và mô bệnh học, và tất cả được đối chiếu chéo bằng theo dõi trên lâm sàng. Xử lý số liệu mã hóa bằng phần mềm SPSS 16.0, độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo dương tính, giá trị dự báo âm tính được tính theo độ công thức định nghĩa. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu chúng tôi lội vào hai vấn đề: một là lợi ích nghiên cứu cho bệnh nhân, thứ hai là các nghiên cứu phải được thông qua hội đồng chấm đề cương nghiên cứu sinh cũng như là quyết định công nhận của trường đại học Y Hà Nội. Về vấn đề đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thì trong nghiên cứu chúng tôi có 75 bệnh nhân, trong đó có 61 bệnh nhân là nam giới, chiếm 81,3%. Kết quả này tương tự với trial và cộng sự, độ tuổi trung bình là 53+12, độ tuổi giới hạn là từ 26 đến 79, thấp hơn của trial và cộng sự. Điều này có khả năng là do điều kiện thiết bị y tế của Hàn Quốc thì có thể cao hơn trong nghiên cứu của chúng tôi. Tỷ lệ nam trên nữ là 4,3, tương tự với nghiên cứu của Re và cộng sự, và cao hơn nghiên cứu của Honor và cộng sự năm 2016, có thể là do cỡ mẫu khác nhau giữa các nghiên cứu. Về vấn đề tình trạng hút thuốc lá, trong 75 bệnh nhân thì có 49 bệnh nhân hút thuốc, chiếm 65,3%, trong đó nhóm bệnh ác tính là 46,7%, nhóm bệnh lành tính là 14,6%, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm này. Về chủ yếu bệnh nhân vào viện đến khám chủ yếu vì lý do là ho khan khạc đờm, chiếm 30,7%, tiếp theo là các triệu chứng như đau ngực 21,3%, ngoài ra có các triệu chứng khác như khó thở, gây sốt, cơn sốt. Tổn thương trên các lớp vi tính lồng ngực thì chủ yếu là 33,3% bệnh nhân có tổn thương trung thất rốn phổi hoặc có khối trung thất đơn thuần, còn 64% bệnh nhân có tổn thương trung thất rốn phổi có kèm theo tổn thương nhu mô, và chỉ có 2 bệnh nhân có tổn thương nhu mô ở rốn phổi. Trên hình ảnh nội soi phế quản thông thường thì có hình ảnh phế quản nội soi bình thường, chiếm 54,7%. Ngoài ra các tổn thương khác như tổn thương thâm nhiễm niêm mạc phế quản, tổn thương u sùi, tổn thương phù nền niêm mạc phế quản, các kết quả này thì tương tự với nghiên cứu của Trần Duy Hương và cộng sự năm 2020. Chúng tôi tiến hành sinh thiết trên 75 bệnh nhân thì có 64 bệnh nhân được sinh thiết hạch, 9 bệnh nhân được sinh thiết khối trung thất rốn phổi, 2 bệnh nhân được sinh thiết khối nhu mô. Trong 64 bệnh nhân này thì có 91 hạch được sinh thiết, trong đó chủ yếu là hạch 4R chiếm 37,4% và nhóm hạch 7 là 38,4%. Kết quả này tương đồng với rất nhiều các nghiên cứu ở Việt Nam như là của Trần Duy Hương và nghiên cứu trên thế giới như nghiên cứu của Re và cộng sự hay nghiên cứu của Tri An và cộng sự. Về giá trị chẩn đoán của phương pháp chọc hút kim xuyên thành phế quản thì trong 75 bệnh nhân được tiến hành thủ thuật EBUS-TBNA trong nghiên cứu của chúng tôi không tiến hành không có bất kỳ biến chứng nào trong và sau quá trình thủ thuật. Về sơ đồ nghiên cứu thủ thuật chẩn đoán kết quả, 75 bệnh nhân này được tiến hành kỹ thuật EBUS-TBNA, trong đó có 50 ca được chẩn đoán xác định nhờ kỹ thuật EBUS-TBNA, 25 ca không có chẩn đoán. 25 ca này thì có 22 ca có can thiệp khác để chẩn đoán tiếp và 3 ca không theo dõi.
Như vậy là Ivosimine đóng góp vào chẩn đoán chính xác trong 72 bệnh nhân là 69,4%, và trong từng nhóm bệnh thì đối với nhóm bệnh ác tính, độ chẩn đoán chính xác của Ivosimine là 75%, trong đó ung thư phổi cao nhất chiếm 81,8%, nhóm bệnh lành tính là 62,5%. Tất cả này của chúng tôi thì thấp hơn của WHO và cộng sự đối với nhóm bệnh ác tính chiếm 91,8% và cao hơn đối với nhóm bệnh lành tính là 60%, và thấp hơn đối với chẩn đoán chung là của Choi và cộng sự. Từ những kết quả trên thì chúng tôi có những tỷ lệ chẩn đoán bệnh nhờ vào kỹ thuật Ivosimine, và dựa vào đây chúng tôi sẽ có thể tính được độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo dương tính, giá trị dự báo âm tính và của kỹ thuật Ivosimine. Ở đây chúng tôi có độ nhạy, độ đặc hiệu và giá trị dự báo dương tính ở đây là 100%, độ nhạy là 62%, giá trị dự báo âm tính là 38,9%. Về vấn đề độ đặc hiệu và giá trị dự báo dương tính của chúng tôi là 100% thì tương đương với rất nhiều các nghiên cứu ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam đều là 100%. Điều này chứng tỏ được rằng kỹ thuật Ivosimine nếu mô bệnh học ra dương tính thì có khả năng chẩn đoán chính xác, tức là tỷ lệ dương tính thật cao và tỷ lệ dương tính giả thấp. Tuy nhiên, đối với độ nhạy và giá trị dự báo âm tính thì rất dao động đối với các nghiên cứu. Trong nghiên cứu của gia sư Fu và cộng sự hay Sen và cộng sự thì giá trị độ nhạy lên đến 94,6%, 95%, còn giá trị dự báo âm tính là 89,5% và 97%. Tuy nhiên, đến nghiên cứu của Choi và cộng sự thì giá trị độ nhạy là 88,7%, nhưng giá trị dự báo âm tính đã thấp 41,3%. Còn đối với nghiên cứu của Helena và cộng sự thì chỉ trên 25 ca bệnh thì độ nhạy là 82,6%, còn giá trị dự báo âm tính là 33,33%, thấp hơn trong nghiên cứu của chúng tôi là 38,9%. Điều này chứng tỏ được rằng đối với Ivosimine, nếu như mà chưa có ra chẩn đoán bệnh thì chúng ta cần thiết phải có những can thiệp khác để chẩn đoán tìm bệnh. Vậy từ những nghiên cứu của chúng tôi có một số các kết luận sau. Độ tuổi trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi là 53 cộng trừ 12 trong khoảng từ 26 đến 79, tỷ lệ nam trên nữ là sấp xỉ 4,3. Có sự khác biệt tình trạng bệnh mắc giữa hai nhóm hút thuốc và không hút thuốc, lý do chủ yếu vào viện là ho khan và đau ngực. Độ so với khoảng có hình ảnh bình thường chiếm 54,7%, 64 ca bệnh chiếm 85,3% được sinh thiết hạch, chủ yếu sinh thiết một hạch chiếm 52%, 9 ca sinh thiết khối trung thất, 2 ca sinh thiết khối u. Tổng số hạch sinh thiết là 91 hạch, chủ yếu là hạch nhóm 7 chiếm 38,4%, nhóm 4L 37,4%, các hạch chủ yếu có kích thước là trên 3 cm. Về mục tiêu thứ hai là giá trị của kỹ thuật chọc hút Ivosimine thì không có tai biến thủ thuật nào được ghi nhận. 50 ca bệnh được chẩn đoán chính xác bằng kỹ thuật Ivosimine chiếm 69,4%, 22 ca có can thiệp khác để chẩn đoán và 3 ca không có chẩn đoán. Chẩn đoán chính xác trong nhóm bệnh ác tính, bệnh lành tính lần lượt là 75%, 62,5%, cao nhất là khả năng chẩn đoán chính xác đối với ung thư phổi chiếm 81,8%, độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo dương tính, giá trị dự báo âm tính lần lượt là 62%, 100%, 100% và 38,9%. Em xin chân thành cảm ơn chủ tọa đoàn cũng như các quý thầy cô và quý vị đại biểu.